Xin chào mọi người đến hội thảo 96. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Xin lỗi, mình phải chỉnh lại, không có tiếng Việt phụ đề ở dưới. People listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for my not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous eco gravitational magnetic field. And if you put CO2 on it and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nano technology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, is very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop.
We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. Cảm ơn mọi người. Chủ đề tuần này là tóm tắt Knowledge Seeker Workshop và hội thảo tìm kiếm kiến thức của tiếng Anh số 267 đến 279. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì cái đây là rất là nhiều hội thảo, mình sẽ tóm tắt lại rõ ràng hơn, gọn gàng hơn. Rõ ràng thì chưa bảo đảm, nhưng gọn gàng hơn. Tại vì nhiều chủ đề thầy Cash nói qua nói lại, nên mình sẽ bỏ qua một số đó. Thì trong cái hình ảnh này, thầy Cash chia sẻ cách làm ngang của nhựa. Thì trong kiến thức này, ông sẽ nói có thể làm 20 gram của xúc và 50 gram của nhựa, và bỏ nó vô một cái cốc và lắc nó lên, nó ra cái gì đó. Thì có một người trả lời là ra được gans của nhựa. Thì mình tạo gans nhựa để làm gì bây giờ? Thì gas không nói rõ ràng, mà trong cái một cách đó, mình có thể áp dụng nhiều thứ. Thí dụ đi, mình có thể dùng nó để dọn dẹp môi trường. Thì mỗi người cũng đã biết rồi, biển của mình, nước Việt Nam mà trong một nước xả rác nhiều nhất trong thế giới ra nước biển. Mình bỏ rác, nhất là nhựa, ra số biển trong rất là nhiều. Nên cái công nghệ này, khi mình làm gas của nhựa, mình có thể dùng nó để dọn dẹp môi trường. Làm sao để dọn dẹp môi trường? Đó là cái trách nhiệm của mỗi người tìm kiếm kiến thức để làm sao mà tạo ra gas của nhựa và áp dụng nó trong cuộc sống của mình. Đây là phần thứ hai về thầy Cash nhắc nhở nhiều người trước đây khi mà làm nano đồng. Có một số người dùng mấy cái hộp này nè, là mấy thiết bị này là gọi là steam cooker hay là cái lò nấu cơm. Nó tạo một cái, nói chung là tóm tắt lại, ông thầy Cash nói đừng dùng mấy cái này, nó không có phù hợp. Khi mình làm nano là trong cái quá trình đó mình muốn biến cho cái đồng vật chất qua đồng nano, nó phải mở rộng ra. Thì cái phương pháp của gọi là cái cooker này, là nhất là mấy cái steam cooker này, nó dùng cái pressure là nó đẩy cái trường cái ngược trở lại đi vào phía trong, chứ không có mở rộng ra, nên cái này nó sẽ không có hiệu quả. Và thêm một cái nữa, quá trình làm nano mình phải làm rất là chậm và lâu dài, nhất là khoảng một tháng thì tốt hơn. Dùng cái steam cooker và mấy phương pháp khác làm ra gas, làm ra nano đồng cũng đen, nhưng mà mỗi màu đen nào cũng không có hiệu quả giống nhau. Ông thầy Cash nó thường có một cái câu nói, ông nào có rau không nghĩa là chú của mày. Thì dù cái nano đồng nó đen đi, nhưng không nghĩa là nó có hiệu quả tốt, và nó không có nhiều lớp như là 30.000, 50.000 lớp. Nên cái phương pháp hồi xưa trong cái truyền thống là tốt nhất mình để cho nó một tháng hay là hơn nữa, chứ không có gấp được. Và cái phương pháp kiểu này không chuẩn. Đây là hình ảnh về nói cái khác biệt và CH12 và CH14. Cái điểm chính giữa của nó là deuterium, là H2. Nếu mình coi xem lại CH2, CH12 là carbon, đó là 12 hả? CH14 là cái trường năng lượng của linh hồn của mình, là cái chênh lệch. CH14 là cái chênh lệch của cái trường cộng trường và tự trường, cái khác biệt đó là C14. Thì C12 là carbon trong thế giới vật chất, nó là một cái step down, một cái năng lượng giảm độ xuống cho cái C14 trong cái vũ trụ.
Thì cái khác biệt về C12 và C14 là H2 là được thiêu nhiệm. Nếu mà nhìn lại bản đồ nguyên tố, được thiêu nhiệm nó tạo hết những mấy vật chất trên thế giới này. Thí dụ đi, carbon C12 nghĩa là 6 được thiêu nhiệm và 6H2. Sau một cái góc độ khác, nhìn cái kim loại và nguyên tố, cách nhìn áp dụng cái bản đồ nguyên tố. Đây là cái trường của năng lượng của địa cầu của mình, cái đường chảy năng lượng. Thì những cái hình ảnh trước đây họ cho một cái hình animation, một cái hình hoạt hoạt họa là cái năng lượng chạy từ dưới lên trên hoặc vòng quanh trở lại. Đó là những mấy người tạo cái hình để đơn giản dễ hiểu, chứ thật sự trên cái địa cầu này những cái trường năng lượng không có đi đều giống như vậy. Nó đi giống như cái hình ảnh này, nó đi tùm lum tùm la trên, từ trên đi xuống và đi vô chính giữa, đi vô chính phần nào nó cũng đi vô hết trơn, chứ không phải một một cái lần năng lượng đều mà nó đi từ trên mà quay mút ở dưới đi lên trở lại. Đó là cái một cái hình ảnh để cho dễ hiểu, chứ thật sự nó không đi trong hình ảnh, ở thực tế ở ngoài nó không đi như vậy. Thứ hai nữa là năng lượng thì không phải đi lên rồi đi ra, từ trên nó đi xuống cũng được, cũng có luôn nữa. Nói chung là hướng nào nó cũng đi hết, chứ không phải một hướng. Đó là tại sao cái trường trong cái địa cầu của mình là khi mình đứng ở miền Nam, miền Bắc mình cũng đứng được, nó không có rớt xuống. Nếu mà cái trường nó đẩy một phần mà cũng đẩy hai chiều, mình đứng trên cái miền Bắc của địa địa cầu của North Pole, không lẽ cái trường của tự trường hay là trọng trường nó đẩy mình mút ra ngoài hay là kéo mình vô không đi ra được. Nên cái thu hút gọi là cái gravity, cái chữ cái của địa cầu này lúc nào cũng 1G hết trơn, là 1G. Tại vì cái trường trọng trường tự trường nó ra chỗ nào nguyên địa cầu chỗ nào nó cũng ra vào hết trơn, chứ không phải mà một chỗ. Cái hình ảnh này nó đại diện cho và nó chia sẻ kiến thức về gọi là cách sáng tạo của linh hồn của cơ thể, nghĩa là soul của physicality. Nhìn thấy nó phức tạp, thật sự nó không có phức tạp, và nó góp ý nhiều thứ cho người ta nhìn một cái góc độ khác và nhìn hiểu biết về cái cấu trúc con người khi thành lập ra. Thì nguồn gốc ban đầu là mình có cái cơ bản của gọi là cohen acetamin carbon, bên hình bên trái mình thấy carbon nitơ oxy là 12, 14, 16. Những cái đó nó tạo đến gọi là một cái hình thức của acetamin, còn hydro trong đó nữa, và nó tạo thêm một cái gọi là cái emotion, cái cảm xúc của đó. Đó là cái cấu trúc đầu tiên để tạo một cái acetamin. Cái acetamin, cái trường công tác cụ thể của nó là gọi là, mình có thể gọi là cái cảm xúc, là cái soul của physicality, là cái soul linh hồn của cái cơ thể của mình, của cái acetamin. Thì một mức độ khác nữa khi mình nhìn đó, thì cái phần chính giữa của nó là khoảng 14. 14 là nitơ. Thì bước một thứ hai là một cái hình gọi là muối natri. Natri thì khoảng 20 mấy. Thì một bước khác nữa, tại cái nhiều giai đoạn của muối, hình phần thứ ba nó có kali. Thì con đầu cái hình thứ hai á mình có magnesium là magie và natri, phần hình thứ ba mình có canxi, kali, phosphor. Mức cái điểm của nó là khoảng 40, kali là 40, mình cho nó 42 đi. Một phần khác thì nếu mình nhìn lại hình thứ tư, nó có trong đó có sắt, có kẽm, có đồng này nọ đầy đủ, và mức của nó là 56. 56 là của iron, là sắt. Thì mình nhìn lại số dưới nè, 14 là của nitơ, phần thứ hai tiếp theo là 28, phần thứ ba là 42, nghĩa là 42 là kali, tương đối khoảng đó là không như chính xác. Thêm cái đó, iron sắt là 56. Cái khác về từ 56, 42, 28 và 14 là gì các bạn? 14 cộng 14 là 28, 28 cộng 14 là 42, 42 cộng 14 là 56. Đó là tại sao người ta nói mình là carbon base, là cái cấu trúc của tạo cho con người.
là từ Kanban ra. Tại cái Kanban nó tạo một cái trường, một cái cấu trúc cơ bản, hình thức cơ bản để tạo hết mấy cái phần khác của cái gọi là cái building block của cho con người của mình, một cái cấu trúc để tạo cho con người của mình từ cái khác biệt từ 14. Và cho người ta thấy những mấy cái liên kết của cái kim loại về con người như thế nào. Đó là tại sao mình nghĩ kẽm, sắt, kali, phosphor, canxi, natri, magie, mấy đó là những cái năng mạnh hơn để tạo ra cái cấu trúc của cái cơ bản của cấu hình ban đầu của carbon, nitơ, oxy và hydro. Đó là cái phần gọi là cái acetamin của mình, là một cơ bản nhất. Mình hết mấy cái trường này cộng lại, một phần đầu tiên những cái hình đầu, hai cái hình đầu nó tạo cho cái trường của physicality của cơ thể. Hai phần thứ hai từ kali, phosphor, sắt, zinc nó tạo cho cái cảm xúc của cái soul of man, linh hồn của con người. Và hai hình ban đầu nó tạo ra cho cái linh hồn của cơ thể của mình. Chứ là một phần đầu thôi, không phải cái phần thứ hai nha. Nó không cần có, chỉ cần một phần bước ban đầu là nó tạo cho cái linh hồn của cơ thể mình. Đây giải thích thêm lại gọi là tạo cái linh hồn của nguyên quá trình này, tạo cái linh hồn cho cái cơ thể của mình, cái là linh hồn của mình. Cơ thể mình cũng có linh hồn luôn nữa, cái tế bào có linh hồn của nó và cảm xúc của nó. Thì cái hình ban đầu là tạo cho cái cảm xúc của nó, và hình ba hình cuối cùng là tạo cảm xúc cho con người. Thì giống như mình nãy mình nói, deuterium H2 là cái điểm chính giữa, là zero point của carbon 12 và carbon 14. Và nó một góc độ khác là cái khác biệt của cái trường của tự trường và trọng trường trong địa cầu này là 1G. 1G. Mình đi trên phần nào cũng địa cầu này cũng là 1G ở trên 1G hết. Đó là cái điểm kết nối và là cái center point của carbon 14 và carbon 12. Thì hình này giải thích thêm về cái chu kỳ của plasma, từ cái gọi là cái vật chất, cái matter mình tạo ra cái bức liquid plasma, cái plasma mình tạo ra cái trường của nó từ chuyển đổi. Thì mình thấy trong một hình thức, một cái chu kỳ của nó, mình có thể dùng cái trường mình tạo lại mấy cái vật chất. Đó là một trong cái lý do, một cái giáo đức quan trọng của công nghệ cast plasma, cho người ta thấy cái quá trình biến đổi hay là cái chu kỳ của cái năng lượng từ cái trong giai đoạn vật chất đến trường, và trường biến lại vật chất. Khi mình hiểu được đó, mình có thể áp dụng và mình tự trải nghiệm, tự thử nghiệm, thì mình có thể tạo hết vật lý trên thế giới này khi mình hiểu được làm sao tạo được cái trường đó. Thì trong cái gọi là lò và phản ứng cơ bản là thầy Kester hướng dẫn làm sao tạo được cái trường của carbon rồi. Đó, khi mình hiểu được đó, tại sao mình tạo được CO2 và CH3. Bây giờ mình phải mở rộng thêm nữa để tạo thêm những cái trường khác, để tạo những cái vật lý mình cần, những gì năng lượng mình cần.
Đây thì cách chia sẻ sâu sắc hơn về linh hồn của mình, linh hồn cơ thể và cái linh hồn của hội đồng vũ trụ, Universal Community. Thì cái linh hồn của mình nó nằm ngay ở đây, chính giữa cái đầu óc của mình, hai con mắt của mình, cũng tương đối cũng gần con mắt thứ ba của mình ở đây, và là linh hồn của physicality, linh hồn của cơ thể của mình, nó đại diện cho trái tim của mình. Trái tim của mình thì cái gọi là cái linh hồn của cái cơ thể. Còn bên đây bên trái là gọi là thì đại diện ở bên ngoài, gọi là cái linh hồn của vũ trụ, của hội đồng vũ trụ. Thì cái hình này cho thấy là cái mắt thứ ba của mình có thể dùng nó để kết nối với hội đồng vũ trụ, là Universal Community. Qua cái đó chứ không phải hai cái mắt cơ thể vật lắc vật chất bình thường của mình phải dùng gọi là cái cảm giác của mình và cái liên quan, cái cảm nhận của mình và con mắt thứ ba của mình. Thì con mắt thứ ba của mình không nhất thiết mình phải nhìn trong đó mình thấy được cái hình ảnh, giống như mình thấy cái tivi trong cái HD trong giai đoạn đó, tức là tôi cảm nhận tôi thấy được, nghĩa là tôi hiểu được, tôi có thể hình dung được, tôi có thể cảm nhận được. Đó là dùng trực giác thứ sáu của mình và mắt thứ ba của mình. Khi mà người ta thấy, tôi dùng mắt thứ ba tôi nhìn thấy được, không nghĩa là phải mở nó ra và thấy những hình ảnh gì, có là tự cảm nhận, cảm giác, tự hiểu biết, có là tự cái mình có thể dùng cái từ là giác ngộ. Này thì cái chia sẻ cái liên kết từ cái khô hen là acetamin của mình và cái cảm xúc của mình. Thì ở đây chính giữa mình coi là trung tâm của cái linh hồn của mình, thì xung quanh cái trường này nó đại diện cho cái cảm xúc của mình. Chỗ nào thì chỗ cảm xúc đó, ông ngoài có thể là tình thương thì nằm ở mức ông ngoài, hận thù có thể nằm sát cái linh hồn. Thì mỗi chỗ trong đầu óc của mình, trong cái quan của mình, nó có một phần cảm xúc. Thêm một cái nữa là cái khô hen và cái cảm xúc, là khi mà cái khô hen mình tạo ra cái trường chính giữa, cái hay gọi là cái emotion, hay là cái gọi là free plasma, hay là gọi là cái linh hồn. Đây thì cái chia sẻ về cái cung, tại bây giờ cái phần lớn của nghiên cứu hay là chia sẻ bây giờ là tạo cái tàu vũ trụ, cái là spaceship. Mà làm sao được tạo được cái spaceship, làm những lò phản ứng, mấy lò phản ứng bên đây phải có cái heartbeat, là nó phải in sync, nghĩa là cái heartbeat của nó, mấy cái trường của mấy cái lò phản ứng này nó có một cái tim đập, nó một cái kết nối, một cái flow, nó đều và nó kết nối với nhau mới tạo được cái spaceship. Là bốn bốn cái loại phản ứng này, nếu mà cái trường nó khác nhau, không có kết nối với nhau được, mà không không một cái tim đập là nó đang chạm với nhau chứ không phải chạy đều với nhau, thì tạo được cái trường xung quanh cái vỏ của tạo vũ trụ không được. Ông xin góp ý như đó để cho người ta làm sao mà tạo được bốn loại phản ứng có một cùng cái tim mạch, một cái kết nối để tạo được cái vỏ trường xung quanh. Đây là falling in love. Ông thầy lại sẽ giải thích làm sao gọi là tình yêu, khi mình yêu thương ai đó nó có liên quan gì khi mình gặp những người phù hợp với mình. Nghĩa là trong bề mặt là mình tìm ai đó, cái trường acetamin của họ với cái trường acetamin của mình nó gần với nhau, nó có một kết nối, đó là love at first sight, là mình gặp đó mình thích người đó rồi, tại cái trường về acetamin của họ và cái trường acetamin của mình nó tạo một cái kết nối. Mà nếu mà cái yêu thương nó mạnh mẽ hơn là cái linh hồn của họ và linh hồn của mình cùng một cái gọi là cái heartbeat, cùng một cái chương trường tương đối với nhau, nó hợp với nhau, nó tạo một cái kết nối với nhau, thì cái tình thương đó for love nó mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn. Đó là tại sao. Một cái lý do khác nữa là khi mà trao một thời gian là cái tình yêu đó bị nhạt đi, nghĩa là cái acetamin của mình phụ thuộc theo những gì thức ăn của mình và cái rung động của mình,
thì cái cơ thể, cái tế bào trong cơ thể của mình một thời gian, ví dụ đi 7 năm, nó sẽ thay đổi hết một bộ phận trong cơ thể của mình. Thì cái trường của cái tế bào của cơ thể của mình nó sẽ thay đổi. Thì tùy theo cái trường thay đổi của mình và cái người đối được đối tượng của mình nó thay đổi như thế nào, nhưng mà nó thay đổi cùng với nhau thì nó hợp, nhưng mà thay đổi không cùng với nhau thì hai cái trường này sẽ khác một chút chênh lệch đó. Tại sao nó không còn phù hợp với nhau, không còn tương đối với nhau, thì cái gọi là cái tình thương, cái falling in love, cái cảm giác cái không còn nữa. Đó là về mặt gọi là vật chất, gọi là cái physicality cơ thể của mình. Nhưng nếu mà họ ban đầu hai cái linh hồn nó phù hợp với nhau thì dù dù sao đi nữa, qua thời gian lâu dài, những người mà già còn gọi là cái cảm tình còn sâu sắc hơn, đó vì chứ không phải về cái cơ thể mà nó hợp nhất, đó về cái tâm hồn của họ, cái linh hồn của họ vẫn còn hợp nhất, cái rung động vẫn còn tương đối với nhau. Thì thêm một cái hình khác đó, trong cái hình này, những cái hình thứ hai ở chính giữa này, hai cái đốm đỏ, khi mà cái linh hồn của cơ thể của mình và cái linh hồn của mình nó gọi là in sync, cùng một cái heartbeat, cùng cái tim đập, một cái kết nối, đó là khi mà mình sống theo thật với bản thân của mình và hướng nhận của linh hồn của mình, và cái tôi của mình nó không còn tồn tại nữa. Khi mà cái tôi mình không còn tồn tại, khi linh hồn của mình ở linh hồn cơ thể của mình nó hợp nhất với nhau đó, cái thể mình cái thể sống theo cái lương tâm của mình. Đây hình này thì cái sẽ thích về global warming, là mỗi ngày tại sao nó ấm hơn. Thì đến mùa hè bây giờ thì mọi người có thể đồng ý, tại vì nó gần 40 độ mỗi ngày. Thì cái giải thích là vì cái địa cầu của mình, hình bên phải bên đây nó có một cái hình địa cầu của mình, gọi là cái hình màu xanh đậm, là xung quanh nó có một cái trường bảo vệ, gọi là cái lớp dầu. Thì khi mình khai thác cái lớp dầu đó càng ngày nó càng ít, thì cái vỏ trường nó xung quanh nó ảnh hưởng không còn nữa với cái core, cái trung tâm của địa cầu của mình, nên nó sẽ ảnh hưởng của mình về cái trường địa cầu của mình và cái trường mặt trời. Không có cái trường nó đẩy lên cái trường mặt trời, thì trường mặt trời này sẽ thu hút cái địa cầu vào vô mạnh hơn, nó sẽ giảm đi một cái gọi là thời gian đi vào mặt trời. Tại mỗi cái địa cầu trong cái hệ mặt trời này trước sau cũng thành nhất cái mặt trời của nó của này, nhưng nhanh hay chậm thì phụ thuộc theo cái trường của nó. Thì vì vì cái lớp dầu xung quanh địa cầu của mình càng ngày càng mỏng, thì mình đã giảm đi cái thời gian 1 triệu năm sớm hơn, và mình sẽ đi thì xung quanh ông thầy cái bên hành trái mình ông vẽ là cái đường đi, đáng lẽ đi xung quanh mặt trời này nó xa hơn, nhưng vì mình không còn cái lớp dầu đó nữa, mình đã đi kéo cái đường đi nó sẽ nó bị chệch một chút xíu rồi, đi vô nhanh hơn, đi vô nhanh hơn, giảm đi thời gian 1 triệu năm, là khi mình gần hơn mặt trời, cái trường hai cái trường tương tác mạnh nhau hơn, là tạo một cái nhiệt nóng hơn. Và đây nó tạo hướng dẫn cho người thấy về cái flow, cái chiều chảy năng lượng đối với cái đầu óc của mình và cái cơ thể của mình. Tại sao cái tay bên trái của mình làm với cái đầu bên phải của mình, hay cái chân bên trái của mình nó kết nối với cái đầu bên phải của mình, đầu óc bên phải của mình, đó là cái từ cái flow của năng lượng nó chảy. Đó là bộ phận cái bên đầu óc bên trái của mình điều khiển bộ phận bên phải của mình, vì cái đường flow, đường chảy năng lượng của nó. Nên óc bên trái của mình hỏng vấn đề gì đó là bên phải của mình có thể bị liệt. Đây trong hình ảnh này ông thầy sẽ giải thích làm sao cái đầu óc của mình nó dẹp mà nó không có nó vuông tròn hết trơn, tại vì cái trường của mẹ địa cầu và cái trường của trái tim của mình nó tạo ảnh hưởng với cái đầu óc mình nó dẹp, tại cái trường từ dưới nó đẩy lên. Thì bên đầu hành đầu tiên là cái trường của mẹ địa cầu mình nó đẩy lên,
Cái này là trường đầu tiên đại diện cho cái địa cầu của mình thôi, của địa cầu và mặt trời cũng đúng tương đối, cũng giống như là cái hình con người, hình bên hai là con người, là cái đầu, cái hình cái đầu trên là cái đầu óc của mình và dưới là mẹ địa cầu, và cái hình màu xanh lá cây là cái tim của mình, là cái soul của linh hồn, soul của physicality là linh hồn của cơ thể. Thì cái trường trái tim của mình, cái trường của mẹ địa cầu nó đẩy lên, nó ảnh hưởng cái linh hồn của mình, đó tại sao đầu óc mình nó dẹp ở phần ở dưới, nó chỉ không có tròn quay giống như cái quả cầu. Thầy Cass nói trong hình ảnh này đại diện, ông thầy Cass nói là so physicality là cái số, cái số của man, tại sao là nó bị nhốt trong cái chuồng của cái máu hay là cái heartbeat của con người, nghĩa là đầu óc của mình có, nhìn trong hình ảnh này bên trái là những mấy cái đường máu xung quanh nó chảy cơ thể của mình, đầu óc của mình nó chảy xung quanh, nó tạo một cái trường trong xung quanh đó, nó sẽ đè ép những cái linh hồn ở trong, nên đó là một phần tại sao cái máu của con người xung quanh cái đầu óc của mình nó tạo một cái chuồng, một cái trường để nhốt lại cái linh hồn của mình. Đó là tại sao khi mình ngủ cái tim đập mình sẽ chậm trở lại và cái đường máu nó chạy không nhiều nữa, nó yếu lên, tại sao người ta có thể xuất hồn được, nó tối nó dễ dàng hơn khi mà tối ban ngày khi mình còn thức tỉnh. Tại cái tim của mình nó điều khiển cái máu của mình nó chạy xung quanh cơ thể như thế nào, thì tối khi mình ngủ tim đập nó sẽ chậm trở lại và máu trong não mình cũng ít hơn, yếu hơn tối tối ban ngày. Thì trong hình ảnh này thì cái giải thích dù cái hình nó khó hiểu nhưng mà nôm na là ở trên là cái đầu óc của mình, cái hình chính giữa của hình màu đỏ là cái đầu óc của mình, ở chính giữa nữa là cái trái tim của mình, rồi cái linh hồn của cơ thể, ở dưới là mẹ địa cầu. Cái kết nối từ mẹ địa cầu và cái trái tim của mình và linh hồn của mình là cái đường cốt ở phía sau của cái đường kinh mạch của cái lưng sống của mình, ở phía sau là một cái feedback, là một cái đường năng lượng trao đổi với cái năng lượng của mẹ địa cầu. Nếu mà nói về thế giới tâm linh, cái xương cốt của phía sau của mình là một cái cốt năng lượng nó chảy từ trên ở dưới, từ kết nối với chính giữa mẹ địa cầu. Thì cái spinal cord, cái đường dây đó của đó là tại sao cái xương của mình có một cái, nó có bảo vệ cái đường máu, cái đường kinh mạch ở đó, tại cái đường kinh mạch nó rất là quan trọng. Đó một phần là một cái cốt năng lượng nó chạy từ trên đến dưới, từ đầu mình ở dưới bút xuống dưới cái chân của mình, xuống dưới mẹ cái cầu luôn nữa. Đây ông thầy sẽ vẽ cái hình này là cái linh hồn của mình, cái trường của mình nó sẽ tạo gọi là cái trường của hòa bình. Thì có người phải đến cái giai đoạn nào đó, nghĩa là mình đến cái giai đoạn mà mình cân bằng cảm xúc và cơ thể và tâm mình ổn định, mình phát cái trường xung quanh tạo một cái là cái trường hòa bình. Nếu mình tâm mình không ổn, mình phát cái trường xung quanh là cái trường vớ vẩn. Đó là tại sao mình nói mọi người trên thế giới này là một cái wifi. Có người Việt Nam của mình ở đây có khoảng 100 triệu người, 100 triệu cái wifi, lúc nào suy nghĩ vớ vẩn đố kỵ tùm lum hết trơn, nó tạo một cái trường xung quanh như thế nào, nó phát cái trường về xã hội như thế nào. Nếu mà con người khi mà định tâm trở lại, ổn định cảm xúc, không cần đố kỵ, không cần hận thù, mà biết nhân ái, khoan dung những mấy người khác, cái trường mình phát ra sẽ khác. Mình bây giờ không phải làm ma cà rồng mà lấy những tạo những cái kích thích để lấy cái năng lượng của người ta, mình gọi là mình vui qua cái đau khổ của người khác đó, mình tạo những cái hoàn cảnh kích thích để người ta phát cái năng lượng kia, mình lấy những cái năng lượng thành một cái vui vẻ của mình. Thật sự đó là một cái ma cà rồng thật sự trong cái tế, chứ không phải mà cắn hai răng cái cổ người ta mà hút máu. Thế là mình hút máu người ta, là mình lấy cái năng lượng người ta qua cái tác động để tạo kích thích người ta, qua mình vui vẻ qua cái đau khổ của người khác, đó mới là cấp năng lượng, đó là một cái ma cà rồng thật sự. Nếu mà con người mình ổn định trở lại, mình không cần chà đạp mấy người khác, không làm kích thích người khác, cho hài lòng bản thân của mình, thì mình phát cái trường xung quanh về cái trường tình thương, với cái trường hòa bình. Mình không phán xét ai hết trơn, mình quan dung, tha thứ,
là mình phát cái trường hòa bình, trường tình thương xung quanh, là mình giúp người xung quanh ổn định. Đó là tại sao khi mình lần trước mình chia cái bài tôi muốn thay đổi thế giới, thì muốn trước khi thay đổi thế giới phải thay đổi bản thân của mình trước, làm cho mình cân bằng. Mình không có thể cho hòa bình và tình thương thế giới nếu mình không có cái năng lượng đó. Là trước tiên cân bằng bản thân mình trước. Khi mình cân bằng, mình sẽ tạo phát cái chuyện xung quanh, cái chuyện năng lượng của hòa bình và tình thương để cho giúp mấy người khác cân bằng trở lại. Bây giờ mình cho người ta cái năng lượng để giúp người ta cân bằng trở lại, chứ không phải lấy năng lượng của người khác qua những lời kích thích, những lòng đau khổ của người khác, qua cái đó lòng cha đạp mấy người khác. Thì trong cái hình vẽ này thì sẽ thích chim về gọi là cách mà mình có thể linh hồn của vũ trụ có thể nuôi cái linh hồn của mình, và linh hồn của mình có thể nuôi cái cơ thể của mình. Đó là tại sao khi mà mình sống, cái linh hồn của vũ trụ thì không chính xác gì mấy. Mình có thể nói cái linh hồn của higher self của mình, hay cái linh hồn của giai đoạn cao hơn, cái linh hồn của mình. Tiếng Anh gọi là incarnate soul, là trong cái cơ thể của mình có linh hồn của mình, nhưng nó chỉ có một phần thôi. Một phần lớn của anh ở trong cái thế giới khác, gọi là cái soul thật sự. Thì khi mình sống thật sự bản thân của mình, trong cái lương tâm của mình, sống qua cái sở thích của mình, thì cái năng lượng khi mình làm những gì cũng như mình nói hồi nãy, không cần chà đạp mấy người khác, mà mình sống qua cái tình thương để cho cái sống qua cái service to others, là một cái cuộc sống để phục vụ mấy người khác. Trong đó mình thấy vui vẻ, thỏa mãn cái cảm thân của mình. Và khi mình vui vẻ, cái thỏa mãn nghĩa là cái cảm giác cái linh hồn của mình cho mình, nó là một cái năng lượng. Đó tại sao là gọi là cái năng lượng tình thương, cái năng lượng của linh hồn của mình cho cái linh hồn của cơ thể của mình. Mình không dùng cái từ đúng, tại vì xin lỗi sẽ ngầu ở trên, để dùng cái từ để giống cho thầy Cass nói cho nó dễ hiểu hơn, là khi mình sống thật cho bản thân của mình, làm những gì mình nên làm và với lương tâm và nó phù hợp với linh hồn của mình, thì linh hồn mình sẽ nuôi bản thân của mình. Tại vì nếu mà bạn lưu ý, khi mình làm theo cái sở thích của mình thấy mình vui vẻ, hăng hái mà không mệt mỏi, đó là cái linh hồn của cái năng lượng của linh hồn mình nó nuôi cho mình, và cái linh hồn của mình sẽ nuôi lại cái cơ thể của mình. Đó là sao mình làm nguyên ngày mà mình không thấy mệt mỏi, tại vì mình làm theo cái cảm hứng, nó thấy mình vui vẻ, thỏa mãn. Khi mình sống thật với bản thân của mình, mình không bị cháy lương tâm. Đó là hai dạng thái sống. Mình có thể sống qua cái vật chất, vì ăn uống, vì cái hình thức mỗi ngày, hay mình sống qua cái tâm, dùng cái linh hồn mình để nuôi cái thể của mình, sống theo cái hướng dẫn của linh hồn của mình. Nghĩa là sống qua cái lương tâm của mình, cái cảm nhận của mình, chứ chẳng phải cái trí của mình, thì cái tôi của mình nó điều khiển. Cũng như nhiều người nói, tôi làm này sẽ bất lợi cho tôi. Tiếp theo, expansion of consciousness, là mở rộng tâm thức cái giai đoạn của mình. Thì trong cái hình này là hình plasma, thì Cass lúc nào cũng vẽ cái hình này đại diện cho cái plasma. Thì ở ngoài gọi là sức mạnh của linh hồn, cái tâm thức có thể số 1 đi xung quanh ở chính giữa trung tâm, nó có thể là 1,000. Thì 1 năm hay là 18 tùy theo mình đi vào phía trong bao nhiêu rồi. Đó là cái rung động cái tần số của mình. Khi mình bỏ những mấy cái cảm xúc, những cái suy nghĩ giới hạn bản thân của mình, những mấy cái hận thù, cái đố kỵ để đó, là mấy năng lượng thấp. Khi mình bỏ nó đi, mình không giữ nó trong lòng nữa, mình buông nó xuống, mình thay đổi cái góc độ nhìn đời của mình, là mình không phải nạn nhân trong cuộc sống, mình là minh chứng của bản thân của mình. Nó sẽ thay đổi cái rung động của mình và tần số của mình. Cái tần số của mình càng ngày càng cao, tâm thức của mình càng ngày càng mở rộng, mình đi càng ngày càng gần trong cái trung tâm của cái plasma này hơn. Đó là trong đường tu hành, con đường đi vào phía trong của mình, là mình bỏ những cái phán xét đó, mấy cái cảm xúc thấp, mấy cái cách sống về đố kỵ hận thù đó, mình buông bỏ nó hết, tại mấy là năng lượng rất là thấp. Mình sống vào
cộng đồng, tình thương, vui vẻ. Mấy cái đó là mấy cái năng lực cao hơn, nó sẽ mở rộng tâm thức của mình, nó sẽ không chạy làm cho mình co trở lại, hận thù ghét, nó làm cho cái trường mình co trở lại chứ không phải bung ra cho nó to lớn, cao mạnh hơn, rộng rãi hơn. Nên muốn tăng cái tần số của mình, đầu tiên là mình phải bỏ những mấy cảm xúc đó và bỏ những cách nhìn đời của mình nó không chuẩn, không sống đố kỵ hận thù ghét nữa, mà bao dung tình thương hơn, đồng cảm hơn, nó sẽ mở rộng tâm thức của mình và tăng cái tần số mình lên và mình đi vào tạo một kết nối mạnh mẽ hơn với linh hồn của mình, nói chung là sống theo cái lương tâm của mình. Đây là hình thức ông thầy Kết hướng dẫn về cái flow của đường chảy năng lượng của cái mặt graph. Cái mặt graph, cái trường năng lượng nó giống như cái trường mẹ địa cầu, nó đi hai chiều cho phải một chiều, nó đi vô đi ra phía trên cũng đi vô phía trên luôn nữa. Nói tốt nhất làm sao mà tạo đi ra và đi vô trên đời chứ không phải đi ra luôn. Đây, mình hướng dẫn một cái hình khác đại diện cho các flow của mặt graph, từ dưới nó phải đi lên trên. Và thêm cái giáo dục mới, ông nói hướng dẫn này mặt graph, cái lò xo, lò ở ngoài là trọng trường chứ không phải tự trường. Nó ngược lại cái giáo đức trước đây. Và ông cũng có một người nói rõ ràng là cái blueprint, cái bản đồ blueprint lấy từ trong cái web của trang web của KF, cái blueprint nó không chuẩn, hình nó không đúng. Đó là tại sao nhiều người làm mà graph nó làm không hiệu quả, tại cái blueprint nó không chuẩn. Nó ngược lại là trọng trường ở ngoài chứ không phải ở trong. Cái outer coil, cái lò xo ở ngoài là trọng trường chứ không phải tự trường. Nên kết nối, mình phải kết nối bây giờ ngược lại hết nó mới có hiệu quả. Đây thì cái giải thích về làm sao là cái, chứ một lần nữa, làm sao cái máu là tạo cho cái tù cho linh hồn của con người. Mà tại sao khi lúc mình ngủ là cái linh hồn mình có thể tự do đi đây đi đó, tại khi mình ngủ cái tim đập mình sẽ chậm lại, cái máu xung quanh cái đầu óc của mình giống như hình bên trái nó sẽ giảm đi rất là nhiều, nên cái trường của cái máu mình nó không đè, nó không tạo được cái đẩy lại xung quanh mạnh mẽ cái linh hồn của mình, nên linh hồn của mình buổi tối nó sẽ tự do hơn, nó sẽ đi đây đi đó. Đây là đại diện cái hình này đại diện thêm thực tế, giống như mình nói hồi ban đầu, cái trường của địa được cầu, cái trường của plasma nó không phải đi một chiều từ dưới đến trên này ra quay cái lại trong hình đơn giản, nó đi tứ phương hết trơn, chỗ nào cũng vô được, chỗ nào cũng ra được, nó đều xung quanh hết trơn. Cái hình này đại diện cho gọi là cái energy conversion, nghĩa là cái biến đổi của năng lượng của acetamin, là trong cái thế giới của mình bây giờ nó phụ thuộc theo cái trường của acetamin của mình. Nếu mình đi trong cái chỗ khác, cái địa cầu khác, cái trường acetamin có thể nó khác biệt, là không phải dùng carbon nữa mà có thể nó biến thành kali, oxy, hydro, nitơ, thì cái trường acetamin chỗ đó nó mạnh hơn. Thì khi mình đi đến đó mình sẽ tiêu đời, tại vì có thể cái môi trường đó không phù hợp cho cái môi trường acetamin của mình, nó mạnh quá, nó làm acetamin mình gã ra hết trơn, là mình không giữ cái cấu trúc được. Cũng giống như cái hình thức mà nếu mấy người mà coi phim của Dragon Ball Z, Goku khi mà anh biến thành từ một người bình thường thành Super Saiyan, có thể là anh biến đổi cái trường acetamin của anh từ, ví dụ đi từ của Cohen thành kali, oxy, hydro, nitơ, biến thành kali, không, xin lỗi,
từ carbon oxy hydro nitơ thành kali đi. Oxy hydro nitơ là cái trường acid amin của anh khác rồi, cái trường phát ở xung quanh cũng mạnh hơn là anh biến thành super saiyan. Nhưng mà anh biến đổi thành super saiyan số 2 nữa là bây giờ anh biến đổi lại thêm một lần nữa mà không, cái acid amin của anh không phải là kali oxy hydro nitơ, bởi nó gọi là kẽm oxy hydro nitơ thì nó còn mạnh hơn nữa. Đó là cái biến đổi của năng lượng của mình, cái acid của mình, nhưng mà làm sao mà biến đổi nó được. Thì trong cái hướng dẫn của thầy Cass là cái energy conversion, là cái biến đổi của đó, nó phụ thuộc theo nếu mà mình có thể tạo được cái kết nối với linh hồn của mình không, là mình không phải lấy cái xác của mình đi từ đến địa điểm A đến địa điểm B, mà lấy cái linh hồn của mình đi, là rút cái xác vào biến thành một cái trường, lấy cái trường của linh hồn của mình đi vào chỗ khác. Khi mình đến chỗ khác đó, cái trường của mình có thể biến lại tạo một cái hình thức, một cái cơ thể khác, nó phù hợp cho cái môi trường đó. Bây giờ mình đi đến địa đầu của Goku đi, đến cái địa cầu khác, thì cái acid của mình trong cơ thể của mình không dùng carbon oxy hydro nitơ nữa, bây giờ mình dùng của kali oxy hydro nitơ, là nó mạnh hơn, tạo một hình thức cơ thể khác. Có thể đến đó mình có ba tay, hai đầu hay gì đó, mình phải tự cưỡng biến cho cái môi trường để tạo một cái cơ thể phù hợp. Nếu mình cố chấp, mình tạo được cái giữ đi cái hình thức của cơ thể của địa cầu của mình đến chỗ địa cầu khác, nhưng mà địa cầu khác cái trường nó mạnh quá thì mình chịu đời luôn, tại cái cấu trúc đó mình không đủ mạnh để giữ được cái lại cái xác đó. Đó là trong hình này nó đại diện cho gọi là cái biến đổi, cái conversion của cái năng lượng của acid amine. Đó là tại sao cuộc sống của mình trong địa cầu này nó phụ thuộc vào cái acid amine của cơ thể của mình. Tại cái acid amine của cái cơ thể của mình, cái năng lượng có giới hạn, trường nào mạnh quá nó làm cho sẽ làm cái acid amine của mình mất đi cái kết nối, mất đi cái cấu trúc đó, là mình sẽ gã ra. Khi cái acid mình gã ra mình sẽ chết. Thật sự mình không phải chết mà cái cơ thể mình sẽ chết, cái linh hồn mình vẫn còn ở đó, nhưng mà cái xác của mình nó không còn tồn tại được nữa, tại nó không giữ được cái cấu trúc của nó được nữa vì cái trường xung quanh nó mạnh quá. Thì trong hình này thì cái giải thích là trước đây mình có người không lưu ý là cái cấu trúc của mình như thế nào. Về trong thế giới này có hai phần gọi là energy, là năng lượng và vật chất. Ở chính giữa của đó là gas, là nghĩa là cái cơ thể của mình. Cơ thể của mình, cái body của mình là từ gas nó tạo ra. Và trong đó nó cũng có cái xương nữa. Nên cơ thể của mình nó có hai phần, vừa có gas vừa có xương. Tại cái gas nó bấm vào cái xương của mình, gọi là cái bắp thịt. Nên mình là đứng trong cái giữa của hai cái thế giới về năng lượng và vật chất. Đó là tại sao mình có thể tạo được, mình muốn biến như thế nào, mình có thể biến thành năng lượng hay là mình có thể biến thành vật chất 100%, nó phụ thuộc cho mình. Thì mình đang trong cái giai đoạn cái gas, cũng như những cái gas mình đang làm ra như CO2, nó phát cái trường xung quanh. Mình cũng giống giai đoạn đó, mình cái gas của mình còn mạnh hơn nữa. Nhưng con người không lưu ý mà không hiểu được cái quá trình của mình, bản thân mình như thế nào. Tại vì khi mình đầu thai vô cái địa cầu này, mình quên đi đem theo cái manual, cái manu. Cũng như tại ai bây giờ ai cũng biết xài cái điện thoại của iPhone hết trơn á. Nhưng cái tôi này không ai cho ai biết sử dụng như thế nào. Nên bây giờ phải học làm sao dùng cái tôi của mình, dùng cái cơ thể của mình, bản linh hồn của mình. Cái điện thoại nó bỏ đi, nó là một tài vật chất. Nên dùng cái gọi là cái ai này nè, cái tôi của mình nè. Đó là tại sao những người gọi là tu hành đi vào cái trong tâm, là họ đang đi kiếm cái manual, cái manu đó để dùng làm sao hiểu điều khiển cơ thể của mình và cảm xúc của cơ thể và linh hồn của mình. Chứ không phải làm sao mà điều khiển cái máy, cái điện thoại mà bấm bấm bấm. Cái cơ thể của mình là một cái công cụ thời đại nhất, học làm sao phải áp dụng nó đi. Mấy con người phải làm sao biết dùng cái thiết bị đó, tại cái thiết bị đó là thời đại nhất trong cái vũ trụ này. Đây là hình thức này để đại diện cho cái áp dụng của công nghệ này trong aerospace, trong cái không gian và trong cái
trong lĩnh vực của nhiều thứ, nhất là máy bay hay là vũ khí chiến tranh. Ông thầy giáo dùng cái hình này để cảnh cáo Mỹ đừng có ba gai quá, tại vì cái missile là những mấy cái mìn của nó có thể đi từ ở xa qua Mỹ không mất một phút nào hết trơn, qua dùng công nghệ cash blast, mà là nghĩa là tại vì máy bay á, khi mà nó bay nó gọi là aerodynamic, thì nó làm cái mũi tròn tròn á, mũi nhọn á, thì cái nó ảnh hưởng về cái trường xung quanh nó ít hơn, nó sẽ bay tốc độ nhanh hơn, thì nhanh hay chậm tùy theo cái trường nó đẩy lại. Nếu mà mình dùng cái mỏ đó, mình bỏ một lớp nano lên, là cái phản ứng với cái trường xung quanh nó không còn nữa, nó giảm đi rất là nhiều, và cái tốc độ mình bay có thể rất là nhanh. Nghĩa là những mấy cái missile, mà những cái mìn mà mình gọi là intercontinental, những mấy cái missile mà nhất là nước Nga và Trung Quốc nó có thể bắn từ Trung Quốc qua Mỹ lúc trước thì đi rất là lâu, bây giờ khi mà nó dùng công nghệ cast glass mà này có thể cast mà nó nano cái lớp đồng ở trên đó, lớp mỏ ở trên đó, đó đi từ Trung Quốc qua Mỹ không mất một hai giây nữa. Cuối cùng là cái hình này cũng giống như mình nói hồi nãy về cái độ acetamin và CO2 nó có cái mắc mớ gì đến cuộc sống của mình bây giờ, cái quan hệ nó như thế nào. Tại vì cái acetamin của mình nó phụ thuộc, và ông thầy kéo xuống nhìn cái hình này giải thích về global warming, là làm sao những mấy cái bạn sống cái coral của dưới biển nó chết. Tại vì khi mà cái nhiệt nó lên cao, biến cái CO2 là trong trạng thái khí chứ không phải trong thể acetamin, nó không phải trong của cái trong trạng thái glass, mà là nó biến thành cái acid, là cái trường nó mạnh quá nên cái trường của acetamin của mấy con coral ở dưới biển nó bị giả đi, thì nó không còn tồn tại nữa nên nó bỏ xác linh hồn nó đi. Thì trong cái lý lẽ đó thì cái giải thích là đó là một cái bí mật, nếu mà mình hiểu được cái đạo lý đó, làm sao tìm chế được cái nhiệt độ với công nghệ plasma của GANS để mình có thể sống mãi mãi trên thế giới này lâu dài hơn, nếu mình hiểu làm sao để kiềm chế nhiệt độ trên thế giới này qua GANS để giữ cái cấu trúc acetamin của mình. Tại vì acetamin của mình về cái tiếng Anh gọi là Cohen, Common Oximeter Hero, khi mà nó mất cân bằng, nghĩa là cái trường nó không còn hòa nhã với nhau nữa, là nó mắc cấu trúc là mình sẽ chết. Bí mật sống lâu dài làm sao mình giữ cái Cohen, cái acetamin của mình lúc nào cũng cân bằng hết trơn. Thì đó có thể theo cái góp ý của mình, nó liên quan với cái gen CO2. Thì acetamin của mình nó là 43, CO2 là 44, nó lúc nào cũng cho năng lượng hết trơn, nhất là cho năng lượng cho cái acetamin của mình. Thì nếu mình tạo CO2 nó phù hợp với cơ thể của mình, cái acetamin của mình nó cho năng lượng cho cơ thể của mình, thì cơ thể mình lúc nào cân bằng hết trơn, nó sẽ không bị mất cân bằng hay gì đó, thì sẽ đưa cái đó một cái nguồn gốc năng lượng rất là tốt nuôi cơ thể của mình, cái xác của mình, để giúp cho mình không bị bệnh hoạn hay mất cân bằng nữa. Nếu mình làm sao mà biết dùng CO2 tạo cái trường kết nối với cái axit của mình rất là toàn nỉ, thì đó là một cái nguyên cứu sau này cho mấy người trải nghiệm làm sao tạo được CO2 nó phù hợp cho cơ thể của mình hơn lúc trước đây, và dùng CO2 để nuôi cơ thể của mình. Tại vì CO2 là 44, cái acetamin của mình là 43. Đó là tại sao khi mình dùng CO2 vào trên cơ thể của mình nó làm cho mình rất là dễ chịu khi mà mình bị mất cân bằng, như là bị phỏng hay là bị ngứa trong da. Tại khi trong ngứa trong da hay là bị phỏng, đó là cái acetamin của mình trong đó nó bị mất cân bằng rồi, thì CO2 sẽ giúp cho ổn định cái acetamin cho đó cho lại, là cơ thể sẽ khỏe lại. Nếu mà trong cái phần cơ thể của mình nào dư năng lượng quá thì acetamin nó sẽ hút đi, thiếu thì nó sẽ cho, nói chung là giúp mình trở lại trạng thái cân bằng. Nếu mình kết nối nó thêm cái kẽm nữa là cân bằng cảm xúc của mình, là con người sẽ ổn định trở lại rất là nhiều. Đó là sao mình sẽ đề nghị cho mọi người làm sao, mà tại sao làm ra
gan CO2 nó giảm đi, nó sẽ CO2 sẽ ổn định cơ thể của mình, là người khỏe mạnh hơn nhiều lúc trước, không bệnh nữa, và kẽm sẽ ổn định cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng, không có ảnh hưởng đến cơ thể của mình, cấu trúc của cơ thể của mình. Khi mà mình cân bằng cảm xúc và cơ thể thì cái tâm thức mình sẽ mở rộng hơn, mình sẽ hiểu chuyện nhiều hơn, mình không còn đố kỵ hay ganh tị hay là ghét nhau nữa. Cái tính xấu của Việt Nam mình có thể xóa bỏ đi bớt còn nhiều nếu mà mọi người có thể áp dụng công nghệ Cash Plus mà tạo ra cái của CO2 và kẽm để áp dụng trên bản thân của họ. Ok, cảm ơn mọi người. Thì mình sẽ bây giờ kết thúc ở đây. Hẹn mọi người gặp ở hội thảo tiếp theo. Ok, bye bye.